Chào anh chị nha. Xin chào anh chị đã đến với video với kênh của em. Hôm nay em làm cái video về vấn đề cái dịch bệnh và giờ nào trời anh chị là viêm da nổi cục á. Là em xin nói ngắn gọn anh chị sao ha. Dịch bệnh này thì hiện tại nó đã lây lan đến cái tỉnh Trà Vinh, đến miền Tây rồi. Ở huyện Tra Cú thì hôm bữa thì em cũng đã có gửi lên nhóm cái báo cáo nhanh của Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn gửi cho Ủy ban nhân dân tỉnh ngày 18 tháng 8 thông báo về cái tình hình dịch bệnh và giờ nào trời ở huyện Trà Cú. Thì hôm nay em làm cái video này để chia sẻ với anh chị là cách phòng ngừa cũng giống như là trị cái dịch bệnh này. Rồi hôm nay em sẽ chia sẻ với anh chị là cái cách chữa trị cái bệnh và giờ nào trời này ha. Về cái bệnh này thì nó có ở hai cái thể, thể nặng và thể nhẹ. Em chị sẽ với anh chị cái ở thể nhẹ thì nó xuất hiện nổi là ít hạt. Con bò nó xuất hiện nổi ít hạt, nó thưa, nó không có dày. Nó lấm đớm vài một vài hộp. Thì mình có thể điều trị không có cần phải tiêm thuốc, mà mình vệ sinh sạch sẽ chuồng trại nè, sát trùng chuồng trại nè, và bằng cái dung dịch sát trùng và phun cái dung dịch sát trùng đó vào cái vật nuôi luôn. Nhưng mà em lưu ý với anh chị là cái dung dịch sát trùng đó là nó phải an toàn cho vật nuôi mình mới phun được trên người nha. Mình phải lựa những cái dung dịch thì mình đi ra mình mua, thì mình cứ hỏi thú y người ta bán cho cái dung dịch nó phun được lên mình của con vật nuôi của mình nha, con bò mình á, thì mình mới phun cho nó được, phun lên sát trùng ngay cái, những cái vết thương của nó nha anh chị. Và mình trộn những cái vitamin khoáng vi lượng và những cái vitamin khoáng chất á, vitamin B complex không thôi là những cái khoáng chất á, mình trộn vô thức ăn cho nó uống, tăng cường sức đề kháng cho nó. Và mình mua những cái thuốc giải độc thận, giải độc gan rồi dành cho bò đó anh chị. Mình đi mình mua thì nó thú y người ta họ sẽ bán cho. Thì mình làm như vậy một tuần thì con bò nó sẽ hết, trên dưới một tuần, nhiều khi con nào ít thì nó không tới một tuần là nó hết rồi. Nhẹ, ở thể nhẹ, còn ở thể nặng anh chị. Ở thể nặng thì tại hôm nay em đau họng quá nói chuyện không rõ. Ở thể nặng thì con bò nó có những triệu chứng là bỏ ăn nè, là nó nổi hạt dày đặc trên cơ thể nè, lở lét nè, lờ đờ nè, bỏ ăn nè, đó những cái triệu chứng đó là những triệu chứng nặng thì chúng ta phải dùng đến thuốc thú y và tiêm. Nếu anh chị nào mà không tiêm được thì nhà thú y họ đến họ chữa trị cho mình. Còn không tiêm, còn nếu mà mình biết về thú y có thể tiêm tại nhà thì mình dùng những cái thuốc sau, dùng những cái thuốc kháng sinh đó anh chị, kháng sinh như là gentamoc nè, amoxicillin nè, aspirin nè, rồi thuốc những thuốc giảm đau hạ sốt, paracetamol nè, aspirin, anagin, và mình phải cộng thêm cái thuốc là dexamethasone nha anh chị. Dexamethasone là cái thuốc anh chị ra nói là người ta bán cộng với những cái thuốc giảm đau kháng viêm, kháng sinh nè, giảm đau nè, kháng viêm nè, là những cái thuốc đó là chữa trị. Nhưng mà nhớ mình những cái con nào mà không mang thai thì mình có thể mua được, còn những cái con nào mình có thai rồi thì mình nhớ dặn những cái người bán thuốc y đó là bò mình có thai thì nên dùng những loại thuốc nào, người ta tư vấn cho mình, như là những cái thuốc là amoxicillin, ketoben đó, thì những cái thuốc đó an toàn khi con bò nó mang thai, và cộng thêm những cái kháng sinh hạ sốt kháng viêm với lại trợ sức cho con bò. Mình điều trị mình cũng phải trợ sức cho nó anh chị, chứ mình điều trị không á thì nó lúc đó thì con bò nó đã yếu rồi, cái miễn dịch nó yếu, nó không có đủ sức để còn mình tiêm thuốc cho nữa thì nó không đủ sức để kháng lại cái bệnh tật, thì mình phải tiêm những cái trợ sức cho nó
giống như là vitamin C, vitamin B1, B complex, vân vân. Những anh chị nào có điều kiện thì mình tiêm nhiều cái thuốc trợ sức cho nó thì tốt, là những catosan cũng được. Mình quan trọng là mình biết được cái bệnh, biết được cái đặc tính của nó. Mình ví dụ như kháng sinh là gì, kháng sinh nè, kháng viêm nè, rồi giảm đau hạ sốt, thì mình ra mình nói thuốc là tao bán, tao bán cho mình nè. Mình không cần nhớ tên thuốc đâu, mình nhớ là kháng sinh nè, kháng viêm nè, giảm đau hạ sốt nè, cộng với trợ lực nè, đó, với lại đề sam methasan nha anh chị. Đó, mình mua những cái loại thuốc đó đó, mình ra mình nói là người ta bán thôi. Bọt có thai, mình nói có thai, còn không mang thai, không mang thai, mình ra mình nói người ta bán cho, người ta tư vấn cho, chứ mình không cần nhớ tên thuốc đâu ha anh chị ha. Còn nếu anh chị nào có cần mà đến cái tên thuốc á thì nhắn tin Zalo em đi, em nhắn tin cái tên thuốc cho anh chị coi và chụp hình cái thuốc luôn. Ngoài thì trước khi mà mình sử dụng những cái vaccine, ủa sử dụng những cái loại thuốc đó đó, thì trước khi dùng trị bệnh những loại thuốc đó, mình phải cho nó một liều là tiêu diệt nội ngoại ký sinh trùng. Nội ngoại ký sinh trùng là ở trong bụng nó là rễ, ở trong bụng nó là dung nè, dung sáng nè, dung đũa nó, các loại dung. Còn ở ngoài là ba con cái gì, con ve nè, gận nè, rồi cháy nè, ba con ấy á, ba con sà mâu, mình gọi thường thường là sà mâu á. Là nói chung là nội ngoại ký sinh trùng là vậy anh chị. Là mình dùng cái ivermectin á. Ivermectin thì nhiều hãng sản xuất lắm. Nội ngoại ký sinh trùng mình tiêm cho nó một liều à. Tiêm nó cho trước khi mình trị cái bệnh và giờ nào cờ thì mình tiêm cái một liều nội ngoại ký sinh trùng trước đi, rồi mình hả trị bệnh cho nó. Qua hôm sau thì mình bắt đầu điều trị những cái bệnh cho nó. Ngoài ra, ngoài cái những loại thuốc trên, những cái bệnh nổi, những cái cục sần đó, nó rẻ, nó lỡ, mình phải dùng những thuốc sát khuẩn mình xịt mỗi ngày nha anh chị. Ngoài những cái mình tiêm đó, mình mỗi ngày mình phun, mình sát trùng cho nó thật là nhiều, để nó không có lây lan những con khác. Và mình có thể nếu mà bị một hai con thì mình có thể cách ly ra, cách xa ra, cách xa chuồng ra. Điều kiện thì mình dẫn ra chỗ nào đó mình nhốt riêng, mình điều trị cho nó. Và mình sát khuẩn bằng những cái dung dịch là da mông spray á anh chị. Cái thuốc sát khuẩn da mông spray đó là nó có hai cái tác dụng lận. Còn nếu anh chị ở địa phương anh chị không có thì mình ra mình nói người ta thuốc sát khuẩn, sát trùng vết thương, làm lành vết thương, không bị nhiễm trùng, mình xịt cho nó. Không, nếu mà không, anh chị không mua được thuốc đó nữa thì mình dùng nước muối, nước ấm á, ấm mình cứ pha muối mình xịt lên sát thương mình, vết thương á. Trước khi mình xịt thì mình tắm cho nó ướt, cho nó sạch sẽ, xong rồi mình lấy nước ấm mình pha với muối ăn mình đó nha anh chị. Mình xịt cho ướt đều lên những cái vết thương của con bò thì nó sẽ mau lành hơn, chứ anh chị không xịt thì nó có thể lây lan ra nhiều lắm, lây lan qua những con khác, nó lây rất là nhanh nha anh chị. Rồi ngoài cái bệnh đó, nó còn thể nó biến chứng ra nữa. Em gọi là biến chứng cho anh chị dễ hình dung ha. Biến chứng ra những cái bệnh khác, giống như là bị phù thủng nè, bị sưng cục, hoặc là nó bị viêm hô hấp, bị ho, bị chảy mũi, chảy nước miếng, rồi bị tiêu chảy, hoặc là bị khớp, nó sưng cái khớp, mấy cái khớp chân anh chị. Không sưng mấy khớp chân là nó khó đi lại đó. Ngoài ra những cái mình còn phải trị thêm những cái bệnh kế phát nữa, là nó phát sinh thêm khi mà cái bệnh vào giờ nờ cờ đó rồi, và nó sẽ phát sinh thêm những cái bệnh kia. Mình song song mình vừa trị bệnh này mà mình vừa trị bệnh kia luôn nha anh chị. Và mình tiêm đến khi nào nó khỏi thì thôi. Mình tiêm kháng sinh, kháng viêm, rồi giảm đau hạ sốt, mình tiêm liên tục như vậy trong mấy ngày. Khi nào mà anh chị thấy nó bớt, nó nghỉ bỏ ăn rồi nó ăn lại bình thường từ từ thì mình hãy giảm liều lượng lại. Mình cách ngày mình giảm liều lượng lại, chứ lúc đầu mình phải điều trị tích cực nha anh chị. Sát trùng vết thương em chia sẻ ngắn gọn với anh chị bao nhiêu đó, rồi em sẽ làm một cái video tiếp theo nữa về những cái phương hướng để mình phòng bệnh.
Nhưng mà phòng bệnh thì bây giờ nó cũng hơi trễ anh chị. Bây giờ nếu mà anh chị nào mà muốn phòng bệnh thì em sẽ làm video kế tiếp. Hiện tại thì em đăng cái video về trị bệnh lên trước cho anh chị xem để anh chị tham khảo. Thì hôm ngày em cũng bận quá do công việc nhiều quá nên em chưa làm kịp. Cảm ơn anh chị đã xem video. Nếu thấy hay thì hãy cho em một like và đăng ký kênh ủng hộ em ha. Hoặc thông báo để xem những video tiếp theo anh chị.